Đây là nhà yến 400 mét vuông anh em ơi, size cho kiểu anh L. Chuồng cung nằm ở giữa nha anh em. Con chim ở Tây Nguyên. Anh em thấy kỹ thuật xây dựng rất là tuyệt vời luôn. Sự gạch rất là đẹp anh em ơi. Cho đợt này nước kịp để cho kịp bộ chim thứ hai. Ok anh em ha. Chuồng chim ở Tây Nguyên 400 mét vuông nha anh em. Ok xin chào anh em ha. Quá tuyệt vời.